Nhà bao nhiêu tầng thì chúng ta phải lắp hệ thống báo cháy cục bộ hoặc là hệ thống chữa cháy tự động. Hôm nay thì mình nhân tiện lắp cho một tòa nhà 4 tầng, một trung tâm spa làm đẹp ở trong khu đô thị Gardenia của Vin. Tòa nhà này đã hoạt động được khoảng 7 năm rồi, nhưng mà do các cái yếu tố thuộc nhà không phải yêu cầu bắt buộc phải lắp hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động, dẫn đến là chỉ có hệ thống bình bọt và tiêu lệnh chữa cháy thôi. Nhưng để đảm bảo yêu cầu thì trung tâm này đã rất là cẩn thận lắp thêm hệ thống báo cháy cục bộ. Mặc dù những cái tòa nhà như thế này các nguy cơ xảy ra cháy rất ít, bởi vì là đa phần là chỉ có làm cái dịch vụ liên quan đến tay chân và không có các cái chất nguy cơ gây cháy nổ. Theo tiêu chuẩn 3890 ấy, năm 2023 thì với những cái nhà mà nhỏ hơn 5 tầng, có diện tích nhỏ hơn 500 mét vuông thì chúng ta chỉ cần có hệ thống bình bọt tiêu lệnh để chữa cháy là được, không cần phải có hệ thống chữa cháy tự động như là họng nước liền tường hoặc là hệ thống spinner chữa cháy. Đấy, thì với những cái tòa nhà theo tiêu chuẩn mới chuẩn bị sắp ban hành tới đây ấy, thì với những cái tòa nhà mà 4 tầng mà có yếu tố kinh doanh thì chúng ta phải lắp thêm cái hệ thống báo cháy cục bộ nữa. Thế thì hệ thống báo cháy cục bộ là gì? Đó là hệ thống báo cháy là nó liên động các cái đầu báo cháy với nhau. Còn các cái đầu báo cháy thì có rất nhiều loại đầu báo cháy. Đầu báo cháy lắp ở các vị trí khác nhau hay các phòng khác nhau với các cái tính chất công năng khác nhau thì nó sẽ có cái đầu báo khác nhau. Bây giờ hiện tại thì đang có 3 loại đầu báo, một là đầu báo khói, hai là đầu báo nhiệt, ba là đầu báo khí CO. Đấy, thì khi mà cái tòa nhà nào mà có nguy cơ cháy mà nó sinh ra cái chất hoặc là sinh ra nhiệt hoặc là sinh nó tiêu thụ, nghĩa là nó sinh sản sinh ra khí CO nhiều, thì chúng ta sẽ lắp cái thiết bị đó. Thì tòa nhà này thì đang lắp thiết bị báo cháy cục bộ. Chúng ta sẽ lựa chọn cái vị trí để lắp cái thiết bị đó. Thông thường thì chúng ta lắp ở cái vị trí nó khuất đi một chút, bởi vì là thực tế ra là các thiết bị này nó cũng lắp bổ sung thêm nên là không cần phải đục đẽo âm tường vào. Chúng ta cần lắp nổi ra nhưng mà nhìn nó không có gì nó quá phức tạp đâu. Đấy, thì bao gồm một tủ điều khiển trung tâm. Đấy, nó kết nối các cái đầu báo với nhau và có cái trung tâm có thể là kết nối mạng wifi và truyền tải dữ liệu báo cháy về trung tâm dữ liệu phòng cháy chữa cháy quốc gia. Đấy, thì các cái hệ thống báo cháy cục bộ này nó có một cái tiện ích, đó là kết nối không dây, dẫn đến là việc mà chúng ta lắp đặt khá là đơn giản. Đấy, chúng ta chỉ cần bắt các cái đầu báo lên các cái khu vực trần. Đấy, chỉ cần bắt một con vít và gắn đế, sau đó là chúng ta lắp vào đầu báo lên thôi, treo đầu báo lên. Ở tòa nhà này thì 100% là lắp các cái đầu Thế báo thì chứng khói. tỏ sức Ví dụ mạnh của như kinh trên khủng. đây là các cái kho chứa Nó đồ, kéo lên là tầm một trong những nơi mà có thể gây ra cái cháy, nguy cơ gây cháy nhiều nhất. Đấy, nhưng mà anh chủ nhà ở đây, chị chủ nhà ở đây thì khá cẩn thận, lắp gần như là hết tất cả các phòng, ngay cả những cái phòng mà làm móng chân móng tay hay là gội đầu cho khách ở khu vực phòng chờ cũng lắp. Còn các cái phòng có nguy cơ gây cháy khác hay là có khách hàng ở khu vực đó đều lắp 2 đến 3 đầu báo Ok. cháy. Đầu báo cháy lắp số lượng bao nhiêu ấy thì nó phụ thuộc vào cái diện Ờ, đúng tích rồi, của cái cái thứ sàn hai nhà của cái chúng đèn ta. cho Thông thường thì mỗi đầu báo thì có diện tích tăng mật phủ khoảng độ 20 m², nó cũng còn tùy. Nếu mà chúng nó có cái điểm, chúng ta sẽ chọn những cái điểm mà nó tụ khói, đúng không? thì dành Tụ ra đây khói, tí nếu em nó ạ. lắp đầu báo khói thì tụ khói chỗ nào chúng ta lắp được ở vị trí đó. À, Chúng ta có ok. thể nhìn thấy spa này được trang trí, dù diện tích không quá lớn thì hơn khoảng 100 mét vuông, nhưng mà họ bố trí phòng mình thấy rất là đẹp, sạch sẽ và nói chung là cũng đẳng cấp. Vì sao họ tồn tại 7 năm trong cái thị trường rất là khắc nghiệt về cái ngành nghề như thế này? Thực sự là họ đã làm được những cái điều mà mình thấy là rất tuyệt vời. Ngay cả cái việc mà lắp hệ thống báo cháy tự động như thế này không yêu cầu đâu, nhưng mà trung tâm vẫn bắt, mặc dù là quy định mới vẫn chưa được ban hành. Bây giờ chúng ta cùng nhau thử cái mức độ nhạy và cái việc báo cháy nhé. Chúng ta thấy chỉ cần dí lên một tí khói thôi, không cũng không phải một tí đâu. Cái bạn ấy dùng cái giấy nên là cái khói nó khá là nhiều, mà cái điểm này nó sát tính và sát trần cái nó phản luôn vào cái đầu nguyên tắc của đầu báo khói này là cái dạng mù sương, nghĩa là nó ngăn cái tia như kiểu mình cứ tưởng tượng là nó phát hai cái đầu, một đầu phát và đầu báo, và khi nó gặp vật cản nó không, nó ngăn cái tín hiệu đó. Đấy, nó như kiểu dạng chất cản ấy, thì dẫn đến là đầu báo này sẽ kích hoạt báo cháy. Chúng ta thử tiếp đầu thứ hai, đấy thì nó sẽ báo những cái
nó sẽ báo cục bộ lên trên trên thiết bị điều khiển trung tâm này, và sau đó thiết bị điều khiển trung tâm này lại tiếp tục kết nối với các đầu báo khác thanh và niên thì hóa chạy lan tỏa cho tất cả các đầu báo đều phải kêu inh ỏi lên. Và khi mà có báo động cháy thì hệ thống kết nối này nó sẽ kết nối lên mạng của một cái thiết bị di động trung tâm và sẽ gọi điện cho số điện thoại mà chúng ta đăng ký để nhận các cái thông tin báo cháy. Chúng ta có thể đăng ký rất nhiều số điện thoại để nhận các cái thông tin báo cháy của một cái tòa nhà nào đó. Đây là một trong những tính năng đặc biệt và nó gọi cho đến khi chúng ta bao giờ chúng ta nghe máy thì thôi. Chúng ta không nghe máy thì nó lại tiếp tục nó gọi tiếp. Đấy. Thì đấy là một trong những cái mà do các cái kỹ sư phần mềm người ta set up, người ta cài đặt sẵn các bạn nhé. Sau khi cài đặt và test thử hệ thống xong thì kỹ thuật sẽ hướng dẫn cho toàn bộ nhân viên và người quản lý cách mà sử dụng. Nếu trong trường hợp báo cháy giả thì sẽ phải xử lý thế nào? Nếu trong trường hợp mà báo cháy thật thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Vì vậy nếu mà nhà bạn nào ấy mà chưa lắp đặt hệ thống báo cháy cục bộ với quy mô từ 4 tầng trở xuống mà có yếu tố kinh doanh thì các bạn nên lắp đặt cái này, nó sẽ đạt được cái tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới theo quy định mới các bạn nhé. Đấy, còn gì xét lại. Hết một quá trình. Đấy. Đấy, trong cái bọn khói cũng kêu. Rồi bây giờ làm lại đi, em để cho cảnh báo thật đi, xong để cho chị em thao tác luôn chứ hướng dẫn này em không được thế. Thế bây giờ em lại đốt cho nó kêu đi. Em lại cho cả một đầu cảm biến khác, cho đầu cảm biến kia. Không kệ cho nó kêu đi đã, xong rồi thì bạn lại thao tác lại cho mọi người nghe. Lên tầng 2. Đấy, trong góc kia. Đây này, hoặc là đây này, tiện luôn thang ở đây thì đốt luôn cái đầu trên đầu mình như này. Cho em thao tác tật cho mọi người. Cứ nói mồm đấy, nhiều khi chị em lại nói hoay. Đấy, thử như thế này kêu. Trang lên giúp chị đưa trang. Đơn giản. Đấy, người lên là phải biết. Chắc cả Long nó chả kêu. Lúc nó kêu thì lại phải biết cắt mà. Nó kêu cái mắt con là đắp to. Nhưng mà tắt từ dùng điện thoại, mình tắt trên điện thoại rồi cũng phải nói. Ừ. Mày chị thấy trong bọn người không có cái này à? Không. Cái này... bấm ba cái này không biết rồi, nhớ chưa? Thế là xong rồi. Tắt cái này bình tĩnh, sau đó tắt cái này một tí nữa không bắt mình mới di di lại thế mà nhé. Cái này chưa cần phải nhanh ngay. Đây bấm, cứ bấm bình tĩnh thôi. Không phải lo đâu. Được rồi, ok, chị 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 sợ mà nghe thấy tiếng rú sợ thót tim. Chị hiểu rồi. Đây rồi, con đây đây là cái chìa khóa để mở cái nắp diện đây. Khi mình bật đây thì là bật đây là không bấm được nữa, khóa rồi. Bật đây. Đây là cái tủ để khóa trẻ con nó ngày xưa, cái tủ kia cứ thay thế em cất trong này rồi. Còn đây nó sẽ là cái nút bấm khẩn cấp. Nút này. Rồi. Đấy bấm đi xem. Nó vẫn còn khói nó kêu mà. Đấy. Còn đây là cái nút này để bấm phát nó kêu luôn, để mà báo động cho mọi người. Để phòng khẩn cấp của bấm, bấm nào đấy? Ở đây à? Bấm chị bấm ở giữa. Okay, bấm nghe. Okay. Bấm luôn đi ạ, chị cứ thử bấm đi cho nó kêu đi xong lại tắt cho mọi người này. Ví dụ ở tầng nào cháy thì bấm để cho báo động tất cả các buồng nó biết để nó chạy. Tắt con mắt đi. Tắt cả con mắt đi rồi, bấm reset. Reset. Đây bấm nó kêu rút chìa khóa ra là không bấm được. À ừ rồi. Mà cứ để chìa khóa đây. Em cầm đây luôn để phòng. Theo chị là bấm, lặng. Theo chị cần bấm tại đó. Để phòng cần khẩn cấp thì chị bấm thôi chứ không mình chẳng mấy khi mình bấm đâu. Không thì lúc nào mà gọi nhân viên ở tất cả các phòng xuống thì bấm. Nó vẫn kêu, mắt này vẫn còn khói, nó kêu. Cái này vẫn còn khói, nó đọng ở đây này. Vẫn còn khói, lặng, nó kêu. Vẫn còn khói đây này. Bây giờ mình làm nốt cái ghê. Thông tin mình rất chị. Chào chị. Đang chế độ để chìa khóa này mình vặn đây là không để bấm tay được, tắt thì khóa trẻ con để phòng nó bấm người. Đây là tắt. Đây là mình mở xanh này là mình cài đặt mình tắt nó được. Rồi rồi. Đấy. Cái này nó bấm nó bắt mình phải ra đây mình tắt, bởi vì sao? Bởi vì có cháy nó bắt buộc mình phải tắt cái chỗ cái cột tổng này. Điện thoại cũng tắt được, mình phải qua chụp qua để qua cài đặt trên điện thoại hệ thống ứng dụng của chị. Đấy cài trên điện thoại thôi. Cái này là ổ khóa để khóa lại thôi, nhưng mà mình chả sử dụng gì đâu. Cái này là khóa chuyên cài đặt này.
Sau khi đã hoàn thành việc hướng dẫn vận hành thì chúng ta sẽ làm đẹp lại hệ thống bằng cách là đi ống gen che các đường dây mà nó nổi, và tiếp tục có thể cải thiện thêm cho chủ nhà cả hệ thống camera của họ nữa.